Dự kiến vào ngày 5 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 châu Á. Tính đến hiện tại, đại bản doanh của đội tuyển đã đón 8 tuyển thủ, gồm 6 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và 2 cầu thủ đến từ Bình Định. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập luyện trong khoảng 20 ngày, từ 5 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, và toàn bộ việc tập luyện, sinh hoạt sẽ được khép kinh trong quy trình bong bóng bóng. Đến ngày ngày 26, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út để sớm làm quen với điều kiện khí hậu, sân bãi, cũng như là để sớm hoàn thành việc cách ly theo quy định của nước sở tại. Sau đó, chúng ta sẽ có trận đấu gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9, mở màn cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy vậy, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang so với đội tuyển Việt Nam đang gặp một khó khăn cực lớn. Cụ thể, mới đây nhất thì Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã gửi thư đính kèm một số điều kiện cho VFF về quy trình và thủ tục nhập cảnh để chuẩn bị cho màn đọ tài giữa hai đội vào ngày 2 tháng 9. Theo đó, SAFF xem Việt Nam là vùng đang chịu ảnh hưởng lớn về dịch bệnh COVID-19. Chính bởi lý do này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải cách ly nhiều hơn 7 ngày như dự kiến để tránh trường hợp xấu ảnh hưởng đến trận đấu sắp diễn ra. Nếu VFF không thể tìm ra phương án đàm phán hợp lý, đào tạo Việt Nam hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng về mặt lịch trình khi phải gấp rút tập luyện để di chuyển sang Ả Rập Xê Út sớm hơn dự kiến. Trong bối cảnh VFF vẫn chưa xin được cơ chế cách ly đặc biệt cho nhiều thành viên, đặc biệt là Tiến Linh hiện tại vẫn phải tới ngày 18 tháng 8 mới hội quân cùng đồng đội, rất có khả năng là đội tuyển Việt Nam sẽ đón nhận sự mất mát với tiền đạo này. Trong ngày hội quân 5 tháng 8, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thiếu vắng các cầu thủ của Việt Ten là Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình và Tân Binh Trương Văn Thiết. Sau khi trở về từ Thái Lan và hoàn thành yêu cầu cách ly 14 ngày, hiện các cầu thủ này đang theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định của địa phương. Đến ngày 8 tháng 8, các cầu thủ này mới có thể rời nơi cư trú. Theo kế hoạch, ngày 2 tháng 9 đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Ả Rập Xí Út và ngày 7 tháng 9 tiếp đội tuyển Úc trên sân Mỹ Đình tại vòng loại cuối World Cup 2022. Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia, nếu muốn tạo nên điều thần kỳ, cạnh tranh vị trí thứ ba tại bảng B vòng loại World Cup 2022 khi Ả Rập Xê Út chính là đối thủ trực tiếp với đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, hai vị trí nhất nhì bảng được dự đoán là khó thoát khỏi tay Nhật Bản và Úc.